Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh tin tức của chúng tôi. Yêu vội sống gấp có phải là phong cách sống của giới trẻ ngày nay hay không? Thực tế thì có rất nhiều mối tình sớm nở đã chóng tàn. Bạn gái cũng chỉ là cái danh để bọn chúng giở trò đồi bại hiếp dâm tập thể. Vụ việc bạn trai đứng nhìn người yêu bị hiếp dâm mà không giải cứu sau đây sẽ khiến nhiều người phải nhìn nhận lại mối quan hệ xung quanh mình. Vậy chi tiết như thế nào? Mời quý vị hãy cùng theo dõi ngay sau đây. Ngày 12 tháng 8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội cho biết vừa điều tra làm rõ vụ án hiếp dâm xảy ra tại thôn Nội Xá, xã Vạn Thái, huyện Ứng Hòa. Cơ quan điều tra đang tạm giữ hình sự 4 đối tượng liên quan để điều tra, lập hồ sơ xử lý. Theo thông tin ban đầu, các đối tượng bị tạm giữ là Ngô Văn Hùng, sinh năm 1992, Nguyễn Văn Nguyên, sinh năm 1996, Phạm Văn Điều, sinh năm 1999 và Ngô Văn Chiến, sinh năm 1997, cùng ở thôn Nội Xá, xã Vạn Thái, huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội. Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận rằng vào giữa tháng 7, thông qua các mối quan hệ xã hội, Ngô Văn Chiến làm quen với Nguyễn Thị Tươi, sinh năm 1999, ở Mỹ Đức, Hà Nội. Sau một thời gian qua lại, Chiến và Tươi đã nhận nhau là người yêu. Vào trưa ngày 5 tháng 8, Hùng và Nguyên đến đón Tươi về nhà một người quen ở thôn Nội Xá chơi. Tại đây, Hùng đã thực hiện hành vi giao cấu trái ý muốn với bị hại. Lúc này, Chiến, Điều và hai thanh niên khác cũng đến chơi. Biết Tươi đang bị Hùng ép giao cấu trong phòng kín, Chiến không những không giải cứu mà còn cùng nhóm bạn đứng ngoài xem cảnh nóng. Sau khi Hùng thực hiện xong hành vi hiếp dâm của mình, Điều đã vào nhà định thực hiện hành vi giao cấu nhưng bất thành vì bị cô gái trẻ chống cự quyết liệt. Lúc này Chiến bước vào, lấy lý do bạn gái phản bội mình, đối tượng đã ép cô gái quan hệ ngoài ý muốn. Sau khi bị hiếp dâm, lợi dụng sơ hở của các đối tượng, bị hại đã bỏ trốn thoát đến trình báo cơ quan công an xã Vạn Thái. Được sự vận động của cơ quan công an, Nguyên, Điều và Chiến đã ra đầu thú, khai nhận hành vi phạm pháp của mình. Căn cứ vào nội dung vụ án, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Ứng Hòa đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối với đối tượng Ngô Văn Hùng. Sau 3 ngày trốn khỏi nơi cư trú, vào ngày 8 tháng 8, Hùng đã ra đầu thú. Cơ quan công an đang hoàn tất hồ sơ xử lý các đối tượng theo đúng quy định của pháp luật. Tiếp theo, mời quý vị hãy cùng chúng tôi tìm hiểu vụ việc bạn gái dựng chuyện bị hiếp dâm để tống tiền bạn trai. Chi tiết như thế nào? Mời quý vị hãy cùng theo dõi ngay sau đây. Cô gái tên là Huỳnh Bỉu, 17 tuổi, ngụ ở phường Phú Hiệp, thành phố Huế, quen biết Nguyễn Văn Hòa, 21 tuổi, ngụ ở thôn 8, xã Hương Hòa, huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế qua mạng Internet. Cả hai sau đó cùng chơi chung trong câu lạc bộ Club Sirius Huế. Vào tối ngày 30 tháng 5, Hòa rủ Bỉu đi uống cà phê tại bờ hồ phường Phú Hội. Đến 22 giờ cùng ngày, Hòa rủ cô gái đi quán bar chơi tiếp, cô gái gật đầu đồng ý. Để có tiền vào bar, Hòa đã chở Bỉu về phòng trọ của bạn gái mình tại đường Nguyễn Hữu Cảnh để lấy thẻ ATM rút tiền. Khi đến phòng trọ, do đêm đã muộn, Bỉu sợ không dám đứng bên ngoài một mình mà cùng Hòa vào phòng. Người yêu của Hòa thì về quê, phòng trọ chỉ có đôi nam nữ. Hòa bảo cô gái ngồi trên giường chờ mình, còn mình vào phòng vệ sinh lấy thẻ ATM giấu trong đó. Khoảng một phút sau, Hòa đi ra và nằm trên bụng cô gái tâm sự. Lát sau, đè nạn nhân xuống giường giao cấu. Có một chi tiết hết sức là bi hài. Sau khi xong việc, Hòa liên tục lấy tay đánh mạnh vào ngực than thở rằng trời ơi là trời, anh sai rồi. Cô gái sau khi tắm, mặc vội áo quần rồi bỏ chạy trong đêm ra khỏi xóm trọ, gọi bạn đến chở đến đồn công an tố cáo. Hòa bị bắt tội hiếp dâm. Nạn nhân cho rằng sau khi báo cáo cơ quan công an, thấy Hòa bị bắt cũng sinh lòng tội nghiệp, đến cơ quan công an xin rút đơn. Tại đây, thiếu nữ được tư vấn rằng hắn có tội thì cứ để hắn ngồi tù, rút đơn làm cái gì, nên thôi không rút nữa. Ngoài ra cô gái cũng thanh minh với gia đình Hòa. Nếu muốn rút đơn, cô phải được người thanh niên chở cô đi báo án đồng ý mới được. Gia cảnh cô gái khá là éo le nên thiếu sự rèn rũa. Bố mẹ bỏ rơi từ khi em mới 3 tuổi, phải nương nhờ ông bà ngoại. Lớn lên, thiếu bàn tay chăm sóc của người mẹ, Bửu sớm nghỉ học, lêu lổng suốt ngày. Cô gái trẻ ấy có sở thích là vào những chốn vui chơi như các quán bar, vũ trường, quán nhậu, nhà hàng, khu mua sắm. Thế nên khi mà Hòa rủ về phòng trọ lấy thẻ rút tiền đi bar, cô gái gật đầu không chút chần chừ. Hòa đã bị bắt tạm giam chờ kết quả điều tra của công an, còn bên ngoài nạn nhân vẫn tung tăng cùng nhóm bạn. Sau một ngày bị cưỡng hiếp, cô gái về biển Cảnh Dương, huyện Phú Lộc chơi, rồi sau đó cùng đi ăn sáng, uống cà phê với anh trai thủ phạm, vẫn nói cười đon đả, vui vẻ hồn nhiên như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Khuôn mặt hốc hác, sạm đen vì cháy nắng, ông Nguyễn Văn Trưởng là cha của Hòa giọng vẫn chưa hết bần thần. Hôm đó ông đang đi làm tận trong rừng, sóng điện thoại chập chờn nên người nhà gọi vào, ông chỉ nghe tiếng được tiếng mất. Biết tin con trai bị bắt, ông hốt hoảng chạy về, chứ chẳng hiểu đầu cua tai nheo nó ra làm sao. Suốt ngày ông quanh quẩn với núi đồi, hiền lành chất phác, nên nghe con trai phạm tội tày trời, ông giận con đến nỗi bầm gan tím ruột.
Nhưng mà khi tìm hiểu ngọn ngành, lòng ông lại dậy sóng, cho rằng có điều gì khuất tất trong vụ án này. Ông đặt ra nghi vấn rằng những kẻ hiếp dâm khi đã dụ được con mồi sẽ ra tay ngay, nhưng với Hòa thì không. Sau khi đưa cô gái vào phòng trọ tắt điện, Hòa nằm trên bụng của Bửu tâm sự thời gian khá là lâu, sau đó mới làm chuyện đấy. Đêm hôm thanh vắng, khu nhà trọ mỗi phòng chỉ cách nhau bức vách. Một tiếng cựa mình của phòng bên kia cũng khiến phòng bên này nghe thấy. Nhưng mà không ai nghe tiếng Bửu kêu cứu trong đêm cả. Sáng hôm sau, khi mà công an ập đến, mọi người trong khu trọ mới nháo nhào xôn xao. Lúc này họ mới biết đêm hôm trước đã xảy ra vụ cưỡng hiếp. Có phải là ở tận trong rừng sâu không có người lui tới, có kêu cũng không ai hay biết. Ở đây là xóm trọ, ngay trong khu dân cư đông đúc, chỉ cần cất tiếng la sẽ có người đến ứng cứu ngay. Chẳng hiểu sao cô gái ấy lại để yên cho Hòa giao cấu, sau đó mới đùng đỉnh đi báo cơ quan công an. Một người thuê trọ thắc mắc, còn bị bắt, vợ chồng ông trưởng chạy vậy, vay mượn hàng xóm được 100.000 đồng đổ xăng. Ông bà đi trên chiếc xe Dream cũ kỹ, vượt gần 100 km đường rừng, về thành phố Huế gặp bị hại, mong khắc phục hậu quả, xin bị hại nương tay. Phía gia đình cô gái yêu cầu bồi thường 40 triệu đồng để đưa con gái vào Nam sinh sống, tránh điều tiếng về sau. Còn dại thì cái mang, tôi nói với họ bồi thường mấy tôi cũng chịu, nhưng phải thư thư cho ít bữa để đi vay mượn cái đã. Chứ tôi ở trên núi, cây cối thì nhiều chứ tiền thì không có, ông trưởng dạy bày. Vài ngày sau cuộc gặp, Bửu gọi điện thoại xin thêm ít tiền bồi thường. Cô bé ấy bảo rằng phải thêm 10 triệu nữa để cô bé ấy cho cậu thanh niên đã chở cô ta đi báo cáo cơ quan công an, bố Hòa kể lại. Vốn làm nông nhưng mà gia đình ông trưởng một miếng đất cũng không có, quanh năm quanh quẩn làm thuê. Phía bị hại đánh tiếng, nếu chồng đủ tiền, họ sẽ làm đơn bãi nại để Hòa được vô tội. Sau con, ông trưởng mở cuộc họp gia đình, bàn kế hoạch đem sổ đỏ đi cầm ngân hàng, kiếm tiền chồng cho bị hại. Nhà cũng có đám rừng, nhưng mà cây còn nhỏ tong teo, chưa đến kỳ thu hoạch, muốn bán non cũng chẳng được mấy đồng, mà chưa chắc đã có người mua, người cha thở dài ngao ngán. Trong cuộc tiếp xúc gần đây nhất, có lẽ thấy gia cảnh của gia đình Hòa nghèo quá, nên phía bị hại thương tình, hạ giá xuống chỉ còn 20 triệu đồng. Ông trưởng lúc này mừng rỡ, bảo rằng đợi ông gom tiền. Tiền chứ có phải là me là mít đâu mà muốn có là có. Họ thì cứ liên tục giục tôi chồng tiền gấp. Tôi nói nhà nghèo lắm để tôi vay mượn cái đã. Nhưng mà con bé kia cứ cà khịa. Nghèo mà đi xe Exciter. Tôi bảo rằng thằng Hòa đi làm, dành dụm được ít tiền, mua chiếc xe cũ để đi. Chứ phải tiền bạc rủng rỉnh đâu. Lúc mà nghe mẹ nó giảm giá còn 20 triệu, con bé nhìn mẹ nó nguyết một cái sắc lẹm, ra chiều không đồng ý, bố Hòa thuận lại. Gia đình vừa được phép vào trại thăm Hòa. Hòa một mực bảo rằng không có chuyện cưỡng hiếp như Bửu đã tố cáo, mà do cả hai thuận tình đồng ý. Hòa cũng không hiểu tại sao cô bạn mới quen lại đi báo cơ quan công an để tống mình vào tù. Ông trưởng nghi ngờ phía cô gái đã răng bẫy để tống tiền con trai ông. Thế nên cũng đã có đơn lên công an tố cáo hành vi của gia đình cô gái là tống tiền. Trong đơn của ông có đoạn, một cô gái ăn chơi lêu lỏng, thường xuyên bỏ nhà đi chơi qua đêm, lại có hành vi bán dâm mà đi tố cáo người mua dâm thật là phi lý. Ông nói rằng bây giờ con trai tôi mang tiếng xấu can tội hiếp dâm phải đi tù, coi như tương lai của nó chấm hết, mai này biết phải sống ra sao. Ông mong rằng cơ quan chức năng sớm làm rõ những góc khuất đằng sau vụ án này để con trai ông không phải gánh lấy những oan khuất. Cảm ơn sự quan tâm và theo dõi của khán giả. Đừng quên like, share, subscribe và click vào những tin tức mới nhất đến từ BNews các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.